Chào cả nhà. Bây giờ là hơn 7 giờ tối và mình đang có mặt trước trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ở trên đường An Dương Vương, quận 5. Và ngày hôm nay thì mình sẽ ghé thăm một nhân vật mà chắc có lẽ rất là nhiều người biết đến, một mạnh thường quân có tên là chị Tưởng. Chị Tưởng thì từng biết đến qua clip của mình, đó là giúp đỡ cho chị Lan, cái người phụ nữ mà với ý định là cho con người khác nuôi á. Thì chị Tưởng đã cho giúp chị Lan bằng cách là cho chị ở trọ một căn nhà ngay tại quận 1 miễn phí và tạo điều kiện công ăn việc làm cho chị. Ngoài ra thì chị Tưởng còn đồng hành mình ở trong các clip. Ví dụ như là chị Hạnh bị ăn hết khuôn mặt thì chị Tưởng đã mang thuốc đến giúp cho chị Hạnh đắp để hết bệnh. Ngoài ra thì chị Tưởng cũng là người mà đã dọn sạch căn nhà cho ông lão ở quận 5 đang bị hoại tử hai cái chân. Hôm nay thì mình cũng kết thúc một ngày làm việc khá là mệt mỏi và một số việc thì khiến cho mình khá áp lực. Thì bây giờ thì mình sẽ ghé thăm chị Tưởng cũng như là ăn, coi như là ăn tất cả các món ăn vặt của chị Tưởng để ủng hộ chị một cái đêm buôn bán như thế này. Theo mình được biết thì chị Tưởng bắt đầu bán trước Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh từ lúc 6 giờ tối cho đến 2 giờ sáng. Và hầu như là ban ngày là chị ngủ. Chị bán ở đây thì được mười mấy năm rồi. Và bây giờ thì mình sẽ qua đường để mua những cái món ăn, ăn vặt ở đây thôi. Ở đây chủ yếu bán món ăn vặt để ủng hộ chị Tưởng nha mọi người. Phía trước mọi người đây là những cái gian hàng của chị Tưởng, bao gồm là bò bía nè, gỏi cuốn, trứng cút lộn, chân gà nướng, hộp vịt lộn và rất nhiều món. Bữa nay thì mình sẽ ghé ăn ủng hộ thôi. Bữa nay em ăn em trả tiền nha. Ok. Ở đây thì nếu mà một mình em ăn thì ăn cái món nào đặc biệt của chị đi, một vài món đi để em ăn mà không phải là quá no, vài món tượng trưng thôi. Chị bán gì vậy, chị cũng biết em thích ăn cái gì nữa. Dạ. Thôi cho em khẩu vị của em đi. Thôi cho em ăn chân gà nướng đi, chân gà nướng với mấy món ăn vặt đi để ăn được nhiều món chứ không là okay. Ăn. Dạ. Rồi chị làm mỗi món ít đi em thưởng thức. Dạ dạ, ít thôi nha, ít thôi. Ok em. Người mà vừa mới trò chuyện với mình là chị Tưởng á mọi người. Trưa nay thì chị tiếp tục quay trở lại thăm một cái chú mà ở quận 5 mà bị hoại tử hai cái chân á. Thì chị đã tiếp tục dọn lại căn nhà sạch sẽ của chú đó. Và đây là cái món bò bía gỏi cuốn. Hay như là đu đủ hấp nè. Ở đây là chị bán theo phần đúng không? Bò bía 3.000 cuốn. Đây clip là chị Tưởng bữa trước chị, trưa nay đúng không chị? Trưa nay chị dọn nhà cho chú Há. Chú có ở nhà không? Có, hôm nay có ở nhà. Đây, cho mọi người xem clip này. Em tua được không? Tua chỗ nào ta? Em cho nó phát video đây. Đây mọi người xem cái nhà của chú Há nè. Chú Há đây, dọn giùm luôn. Hôi không? Đẹp bữa nay đeo qua tay rồi nè. Đi đầy hết rồi. Nhưng mà chị sợ không? Lúc chị ghé. Không sợ. Không sợ hả? Hết sợ rồi, giờ hết sợ rồi. Ông ngủ đang ngủ kêu vậy luôn mà. Ông có nói gì không khi mà ông biết bữa nay mọi người tới dọn nhà cho chú? Cười hả? Cười. Ở đây. Đó, hàng xóm rồi có nói gì không? Đóng cửa luôn. Ông chạy vô nói cho ông mấy triệu ông dọn nữa mà. Nè, nay chị bắt đeo khẩu trang, đeo bao tay hết. Người nhà chị bữa nay dọn nó mấy bạn có sợ không? Mấy bạn biết khi mà chú bị bệnh như vậy? Nó cũng không nay đâu, cũng không sợ, nay nó đâu có dọn gì đâu nữa, còn ghê. Xịt thuốc rồi chú rửa sạch sẽ rồi chú đưa thùng nước vô mua ra nước rửa chén, nước rửa nhà gì đâu sạch sẽ hết. Tại chú Há đâu có hình nào chú Há cho có em. Có đây. chị kêu ngồi dậy mà mới đầu nằm cái chân của... mới đầu nằm ở trong này em mở từ đầu này rồi. Cái chân của chú Há giờ sao rồi? Xích qua bắt đầu ổng ngủ chị kêu dậy nè. Đây chân của chú giờ sao rồi chị? Giờ chân này chị thấy cũng khô quá. Khô rồi nhưng mà còn dòi không? Còn cũng còn mấy con rồi lúc nhúc bò trắng đúng không? Sao lần nào qua chị cũng mưa hết vậy trời? Chị hỏi ổng đau không? Ổng nói ổng cười à. Đây clip chú Há nè. Đây. Chắc xíu nữa em copy clip này để cho mọi người xem được cái nhà chú như thế nào. Hơn là bữa nay chị gặp được đúng không? Chú có nói gì không? Đây chú dọn cái chiếu nè. Đó, đang dọn á. Bán mưa vậy có cực không chị? Cực, mưa thì cực lắm em. Xíu nữa em sẽ copy clip này, cảm ơn chị nha. Để tới có thử chị bán mấy món gì.
này là hột vịt lộn, bắp xào. Ủa cái món mà hột vịt gì mà trên này là cái làm một cái trứng cút á, một cái chén là gọi món gì vậy bạn? Lộn nướng. Hột không? Mình thấy là có sốt rồi luôn á. Cái đó là xào me. Này là mấy cái món ốc, cua, hải sản. Ốc lên sầu dừa. Càng ghẹ. Ôi trời ốc nhiều ghê á. Dạ. Ốc lên này là chị nấu sẵn hả? Nghêu. Còn bên đây là hột gà nướng, mập tuột nướng, chân mề, rất là nhiều món, rất là toàn các món nướng luôn. Bạch tuột hả? Đúng rồi, bạch tuột. Chắc xíu nữa thì mình sẽ ăn cái món chân gà nướng ấy. Chân gà nướng. Món này thì ăn không bị no, tại vì bụng mình thì buổi tối mình ít khi ăn tối lắm. Một điều đặc biệt là những cái bạn mà phục vụ, những cái bạn làm chung chị tưởng là phần lớn là thứ nhất là những cái bạn mà từng không có công ăn việc làm. Và từng không đi học thì chị giúp đỡ bằng cách là tạo công ăn việc làm, và sau đó thì đủ tuổi sẽ đi làm ở các khu công nghiệp. Mấy bạn này thì xuất phát từ những cái hoàn cảnh khó khăn thôi và làm phụ chị. Chị sẽ vừa chăm lo ăn uống ngủ nghỉ và vừa trả tiền công hàng tháng. Buổi tối thì mấy bạn làm 2 giờ sáng, dọn về nhà 3 giờ thì bắt đầu ngủ, và chiều thì bắt đầu thức giấc và phụ chị đến rạng sáng luôn mọi người. Đây là chị làm món trứng, bữa chị làm cho em hả? Trứng cút nướng em. Làm ít thôi nha. Rồi, làm ít thôi. Đây được cho là cái món ngon nhất của chị Tưởng nè. Trứng cút nướng muối ớt. Xíu nữa thì mình sẽ ăn thử này, món này với món chân gà nướng ấy. Tại vì mình đi có một mình nè, mình không thể nào gọi được nhiều món. Ăn như vậy thì vừa no vừa phí nữa. Mình thì chủ yếu là ăn no vào buổi sáng thôi, buổi tối mình ít khi ăn no lắm. Chị Tưởng thì bán ở đây thì được mười mấy năm rồi. Có rất nhiều bạn sinh viên mà thời sinh viên mười mấy năm trước, còn là đi học, bây giờ có những bạn là đã có con rồi. Sau này thì các bạn ôn lại kỷ niệm thì tới thăm chị Tưởng cũng bất ngờ khi mà thấy mười mấy năm chị vẫn còn bán ở trước trường này. Theo mình được biết thì chị Tưởng có tâm sự mình rằng là nhiều năm trước thì chị có bán cái món bắp Mỹ ở đường Trần Hưng Đạo và Ngô Quyền ở quận 5. Thì dần dần thì chị bắt đầu chuyển nghề sang buôn bán những cái món đồ ăn vặt như thế này. Và tuổi thơ của chị để sinh con, vừa ẵm con vừa đẩy hàng rong buôn bán khắp các phố phường ở Sài Gòn. Và bây giờ thì chị hiểu được cái nỗi khó khăn của những người vào Sài Gòn lập nghiệp. Và những cái bạn ở đây toàn là những cái bạn mà xuất phát từ những hoàn cảnh khó khăn và được chị cô mang mà đến đây để hỗ trợ phục vụ việc buôn bán, giúp đỡ chị, và chị nuôi và trả lương hàng tháng. Ở đây rất nhiều món nha mọi người, tí nữa mình cho các bạn xem menu các bạn sẽ choáng ngợp. Nhưng mà bây giờ thì tại vì mình đi khá là sớm, hơn 7 giờ mấy à. Vì vậy thì lượng khách không nhiều và các bạn này chưa chế biến được nhiều món để mọi người cùng nhau xem. Mình em ăn sao cho hết. Thôi bữa sau chắc phải rủ thêm đồng minh quá. Cho em ngồi đây đi. Ở đây hả? Dạ. Mưa không sao đâu, mưa nhỏ mà. Đây để giới thiệu mọi người cái món của chị là chắc có mấy chục món trong menu này quá. Hả chị? Nhiều lắm, nhiều món trong menu lắm. Hôm nay thì mình sẽ ăn ủng hộ chị thôi. Đây, có những cái món ở đây cho các bạn xem. Trứng gà nướng, bò bía, há cảo, hột vịt lộn, mực tươi nướng, bạch tuộc nướng, chân gà quay me, chân gà chiên nước mắm, chân gà chiên giòn, hồ lô nướng, mề gà nướng, đậu bắp nướng luôn, ốc móng tay, sò huyết, sò lông, ốc len, cà na, nghêu, ốc bươu, ốc mỡ, rất là nhiều nha.
có cả những cái món ăn no gồm là mì xào, trời ơi nhiều quá, có cả những cái món sinh tố, nước ngọt chạy khác luôn. Thì bây giờ thì trời cũng đang bắt đầu đổ mưa và mình bắt đầu ăn những cái món ăn mà đây là những cái món mà rất là phù hợp với các bạn sinh viên ăn vặt buổi tối thôi. Đây là một cái món có tên là chân gà nướng nè mọi người. Ở đây thì chỉ có bán cả chân gà hấp, hành, chân gà, đủ thứ loại chân gà hết. Còn này là mề nướng, hồ lô, này còn bạch tuộc nè, đó. Trời ơi sao mà ăn hết đây. Theo như hình như thêm một món nữa, còn một món nữa tí nữa mình sẽ ăn, đó là trứng cút nướng muối ớt. Một mình ăn hết cái này là mình đủ no rồi. Ăn tới 3 món. Ăn thử cái món hồ lô trước nha mọi người. Ồ, ngon. Ồ, thêm món này nữa hả chị? Nếu mà một mình ăn thì ăn cái chén này là đủ no rồi. Đối với các bạn sinh viên thì chắc lẽ những cái món này là được cho là những cái món mà yêu thích. Mà hôm trước khi mà mình ghé quán chị Tưởng á, thì mình bắt gặp một cái chị đã có con rồi, 5 tuổi rồi. Chị cưới chồng rồi chị sinh sống ở Đà Nẵng. Rồi một dịp này chị đi vào Sài Gòn, chị khám bệnh, cẩm theo con theo thì chị ghé quán này để ôm lại kỷ niệm xưa. Và chị khá bất ngờ khi mà mình đã ra trường rồi, có con rồi mà chị Tưởng vẫn còn bán vỉa hè như thế này. Ồ, ngon ghê á. Đây là lần thứ 3 mình đã được thưởng thức những cái món ăn vặt ngay tại quán chị Tưởng. Và lần đầu tiên mình quay clip cho mọi người biết được là những cái món ăn ở đây. Hôm trước khi mà mình ăn xong thì mình đã xin một cái chén muối ớt của chị để về nhà sử dụng trong cái việc nêm nếm hoặc là ăn các món nướng. Hiện giờ cái chai muối ớt của chị thì mình ăn hết một nửa rồi. Dạ thôi chị. Nhiều lắm. Chị mới đem ra cho mình mấy cái cuốn bò bía. Ở đây thì ngoài việc chị phục vụ việc nướng thì chị còn thường xuyên lo cuốn bò bía. Tại vì một số bạn ở đây thì các bạn không có thạo việc cuốn, dễ gây ra cái việc là rách hoặc là cuốn không chặt á. Bị ướp rất là thơm mà các bạn. Đây, cái món này mình phải ăn trước để khỏi bị nguội. Rồi nóng ghê luôn á. Này là trứng cút lộn nướng muối ớt. Một chén như thế này thì 10 trứng mọi người. Ngon quá. Vừa ăn là vừa nghe. Dạ. Đây là clip của chị Tưởng dọn nhà cho chú Há nè mọi người. Ôi, đang ăn mà coi clip này chắc chết. Nói thiệt các bạn là khi mà mình thăm chú Há thì mình phải ăn cơm thật là no. Và sau đó thì mình mới dám ghé thăm chú Há. Tại vì cái mùi của từ cái chân của chú bị hoại tử tới cái căn phòng của chú thì khiến cho mình bị ám ảnh, rất khó ăn. Nhưng mà bây giờ thì chắc là mình đã quen cảm giác đó rồi. Cái chân của chú có dồi. Chị Tưởng thì quay không rõ, mình không biết là cái cảnh nào chị Tưởng quay thấy chân của chú có dồi ta. Trời đang đổ mưa. Không hiểu tại sao mà mỗi lần mà mình gặp chị Tưởng là một buổi tối như thế này, mình tới gặp chị thì hầu hết là các buổi đều đổ mưa hết à. Đó, căn nhà của chú nè. Chắc lẽ thì mình sẽ đăng tải clip này cho mọi người xem sau nha. Bây giờ chắc mình phải ăn cho kịp trời mưa. Trời chiều kêu một cặp chân. Trời đang đổ mưa nè. Món này ngon ghê luôn á. Mỗi lần mình tới thì mình thường nhờ chị làm cho mình món này. Một chén 10 cái trứng mọi người. Vừa ngọt mà vừa cay cay. Cái này mà con nít rất thích nè. Ừ.
Còn cái món này là món bạch tuộc nướng. Đó. Thực ra thì một món như thế này thì rất là nhiều, chứ không phải nhỏ như thế này đâu. Mà mình dặn chị là thôi, làm cho em một cái phần càng nhỏ càng tốt, tại vì em ăn không hết. Món mình vừa ăn là bạch tuộc nướng. Vừa rồi mình thấy các bạn bàn kế bên á, các bạn mới gọi món nghêu hấp thái nè. Này là mề gà. Phía trước các bạn là một cái bạn đang chế biến một số món ốc qua cái hàng rào này. Và quán của chị Tưởng thì ở địa chỉ là 280 A Nhân Vương, tức là trước cái trụ sở của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Và quán có tên khá là lâu đời, quán vỉa hè 271. Chắc có lẽ hồi xưa là chị ở một cái trước cửa hàng nào đó, số nhà là 271 đường A Nhân Vương, cho nên lấy tên là 271. Gần 8 giờ tối rồi. Mình ăn món này rất thích mọi người. Nó mặn mặn cay cay và có cái vị ngọt ngọt ở phía dưới nữa. Trời ơi, khó diễn tả lắm. Ngày hôm nay thì trời có mưa, cho nên là chắc có lẽ thì lượng khách sẽ giảm đi một phần. Nhưng mà bây giờ thì mình vẫn thấy là hầu hết các bàn gần như là phủ kín khách rồi. Chắc có lẽ nửa đêm thì rất là nhiều bạn trẻ sau khi đi học, đi làm hoặc là đi chơi về, nó sẽ ghé vào đây ăn thêm. Nãy giờ thì mình thấy hai món mà mình ghi điểm đó, chân gà nướng và món này. Đây là mề nè. Nói thiệt với các bạn là sáng nay mình ăn sáng thôi, trưa nay thì mình hơi bận việc cũng như không có thời gian để mình ăn trưa. Rồi bây giờ thì mình đi làm, trên đường làm về thì mình ghé ngang quán chị Tưởng để ăn ủng hộ. Cũng như là rồi hôm nay thì mình cũng không có ý định là quay clip đâu. Đang trên đường về thì gặp một số chuyện buồn cho nên là ghé ăn. Chứ không là mình rủ bạn mình đi ăn rồi. Bắt đầu dù mưa nhưng mà khách vẫn vào đi ăn nè mọi người. Rất là nhiều bạn sinh viên. Đấy là mình để ý không có người lớn, toàn là sinh viên mà. Thiệt ra nhiều phần ăn này chắc phải ăn 3 người quá. Ăn xong no luôn. Cái bàn kế bên hai anh chị ăn hai cái trứng hột vịt lộn và ăn một cái dĩa bạch tuộc nướng như thế này. Hai người ăn mới hết được cái phần bạch tuộc nướng và hai trứng hột vịt lộn. Còn mình coi nè, một món nè, hai món, ba món, bốn món, năm món. Tự nhiên ai cũng nhìn mình hết á. Chắc thấy mình ăn nhiều quá. Mình đâu có kêu nhiều đâu, chị Tưởng chị quán nhiều cho mình á. Này ngon ghê á. Hồ lô ngon lắm các bạn. Hồ lô nướng nè. Mấy hôm trước á, chị Tưởng bán thì cũng khổ sở lắm các bạn. Vừa mưa, vừa bị trật tự xây dựng, xin lỗi là trật tự đô thị truy đuổi. Cho nên là mỗi lần ăn như thế này nè, lực lượng chức năng mà tới mà dẹp
dẹp á, dẹp việc buôn bán vỉa hè á, thì khách phải bưng bàn bả chạy chung với quán luôn, cực lắm nhưng mà vui. Thật ra thì buổi tối ở cái đường này á, rất ít phương tiện đi lại. Và cũng như là đây là một cái vỉa hè ở trước trường Đại học Sư phạm mà không còn sinh viên đi lại nữa. Mình cũng hoàn thành được hai món rồi, xong được hai món rồi, tiệm á, còn 1, 2, 3 món nữa. Các bạn ơi, xung quanh á, mọi người đi ăn á, thì đều đi 2 hoặc là 3 người trở lên và kêu rất ít món. Một mình ăn như thế này mà kêu cực kỳ nhiều, mọi người ai cũng nhìn mình đó nè, vừa ăn một mình mà vừa ăn rất là nhiều xung quanh á. Các cái bàn xung quanh nhìn mình nhiều lắm. Ở quê á, mẹ mình có trồng rất là nhiều rau rau răm này. Ở quê mẹ mình trồng rất là nhiều rau răm. Và mỗi ngày như vậy thì mẹ mình cắt rồi bỏ ở cái chợ địa phương, chợ gần nhà để bán. Hình như là mỗi ngày mẹ bán được khoảng 10 kg hoặc 15 kg rau răm hay sao á. Cái tiền bán rau răm thì mẹ đủ để mẹ đi chợ hàng ngày. Mình nhớ rằng là có mỗi buổi sáng là 4 giờ sáng là mẹ mình phải dậy cắt rau, rồi lặt mấy cái cọng rác á để bó thành những cái bó rau sạch bán ngoài chợ, cực lắm. 4 giờ sáng là. Hiện bây giờ mẹ mình vẫn trồng rất là nhiều rau để bán. Quê mình thì ở Phú Yên mọi người. Trời, ăn mà nhiều người nhìn ghê luôn á. Chắc là thấy mình ăn một mình, con trai nữa. Thôi kệ nó, ăn cho xong. Nãy ăn mấy món đầu cực kỳ ngon mà bây giờ mình đã no rồi. Nhưng mà phải ráng ăn, không được bỏ mứa. Chị Phú Yên hả? Ở đại lý nào chị? Ở nhà trọ hả? Trời, Đồng Hương, để cho em ít tờ với. Hả? Cho em ít tờ với. Dạ. Ở lấy em vài tờ đi. Mấy tờ không? 5 tờ đi, 5 tờ đi. Em cũng ở Phú Yên nè chị. Em ở Tuy Hòa. Tuy Hòa, khu nào? Sân bay ạ. Sân bay Tuy Hòa đó hả? Dạ. Dạ, ở bên Đông Bắc. Dạ, đúng rồi. Ơi, dạ em đi ăn. Hả? Em đi làm ở trong này. Ờ. Đi làm rồi. À, đi làm ra trường làm không? Dạ ra trường rồi ạ. Ờ, dạ báo chí. Ừ. Công việc con đi mà. Cô hay bán ở đây hả? Ừ, cô là nam mà được á, cho nữ thì thôi chứ đi cái nước món không quá nhiều nha. Rồi báo chí đi, gơ đi lên con. Bên đây thì chị tới dọn rồi thấy chú có, bên đây có tiền không? Có ai ủng hộ chú không? Không, chị cho 200 ngàn. Chị cho 200 ngàn chú há hả? À, để cho cô mua cơm ăn, mua cho lóc sữa, mua nước cơ uống, biểu là không có đi nữa đó. Ưới chị là không đi nữa đó. Còn chú nói sao? Gật đầu đó. Gật đầu. Ưới chị là không đi nữa. Có đi bệnh viện không chị? Không, đợi, để giờ đợi gì đó, đợi là thẻ bảo hiểm. Anh chị nói là ở phường đó đang làm với bảo hiểm cho chú. À, bữa trước em cũng có nghe nói là phường đang làm bảo hiểm xong mới đưa đi bệnh viện điều trị hết cái bệnh đó rồi đưa đi trung tâm bảo trợ, chứ không thể nó ở cộng đồng như vậy được. Có cơm nước đồ ăn hàng ngày rồi chứ vậy chị nghĩ là bữa đói bữa no, tại vì đi ra là cảm với mọi người đó. Dạ. Chị ăn phụ em cái chân đi. Em một cái. Ăn đi em, để ăn này chị đi. Ngày nào cũng ăn biết ngán hả? Ăn cũng ngán. Nấu quá. Rồi
bữa em có hỏi chú rồi sao cứ đi ra công viên miếng ơi, hàng xóm chú nói hàng xóm nói thúi đi ra đó để bớt thúi, chú nói vậy. Ờ rằm này chị đi phát bánh trung thu lúc mấy giờ? Ờ quên vô em nhắc chị quên vô đúng không? Chị đi sao? Em đi mấy người? Em có mình em à. Mình em hả? Hả? Mình em vậy thì đi chung xe với chị luôn nha. Dạ. Mình đi xe vậy đi xe 7 chỗ á, 5 giờ mình đi. Còn có ai nữa không? Thôi thì đi xe em nè. 5 giờ không? Đi xe 7 chỗ đi. Tại vì anh Tư có xe đó. Anh Tư chở mình đi. Anh Tư qua rước em ha. Dạ. Rồi lại rước một cái cô ở quận Tấn Phát á. Quận 7 dạ. Cô đó này lại rước chị rồi xong rồi còn bánh chú Tư chở về rồi hết, anh Tư chở về quê hết rồi. Rằm này là sáng thứ 6 đúng không ạ? 14. À 14. 14 nha. Không có thứ mấy nữa. Hôm nay là 11 rồi. Em ăn tới món này là vừa no bất bụng luôn ạ. Ăn này no không không? Dễ no lắm. Thường là mấy giờ là khách đông nhất vậy? Không có chưa đâu các bạn tâm tư thôi. 5 giờ rưỡi chị đang bán tới 2 giờ. Hôm nay chị Lan có liên lạc chị không? Có điện thoại, chị không bắt máy. Rồi nhắn tin chị cũng không trả lời. Mà nhắn mấy cái tin sau này nè, cũng giống cái tin nhắn của em vậy đó. Chị thấy kỳ quá à. Chị không có để trong máy chị, chị đọc rồi chị sợ chị nổi cáo quá. À. Chị anh có những lời nói chị Lan không hay rồi, nó không tốt nữa. Thôi chị xóa. Còn mấy cái tin trước thì chị chưa có xóa hết, chị bắn cho em mấy tin đó. Nói gì đâu, không biết nói gì luôn. Sau một hồi ăn thì mình cũng ráng cũng ăn hết những cái món ăn ăn vặt ngay tại quán chị tưởng. Bây giờ thì bụng mình gần như là căng tròn rồi. Ngày 14 tháng 8 này, trước rằm tháng 8 một ngày thì mình cùng với chị tưởng sẽ đi xuống dưới Ba Tri cũng như là thành phố Bến Tre để phát rất là nhiều bánh trung thu cho các em thiếu nhi ở đó. Chắc có lẽ ngay đâu là hơn 1.000 cái bánh. Rồi em cảm ơn chị nha. Thôi em xin phép về. Hôm nào ghé.